10 nhà thi đấu có thiết kế đẹp nhất Đông Nam Á. Nhà thi đấu Pucha hiện được đặt tên là Asiata Arena theo thỏa thuận thương mại từ năm 2017. Được khánh thành vào năm 1998, nhà thi đấu này có sức chứa 16.000 khán giả, bao gồm 13.000 ghế cố định và 3.000 ghế có thể thu vào. Đây hiện là đấu trường trong nhà lớn nhất Malaysia. Nó đã trải qua một lần cải tạo vào năm 2017. Asiata Arena được thiết kế với mặt tiền đẹp mắt và mái vòm rộng tạo nên sức hấp dẫn phổ quát của nó. Nhà thi đấu này có 3 cửa chính dẫn vào một sân thi đấu có kích thước là 69m x 35m, có thể thích ứng với các hình thức thể thao khác nhau như boxing, cầu lông, bóng rổ và bóng chuyền. Đấu trường trong nhà hình chữ nhật được xây dựng giống như một chiếc hộp đen, nơi ánh sáng không thể xuyên qua, cho phép các buổi biểu diễn và sự kiện được tổ chức vào ban ngày. Asiata Arena được trang bị một màn hình Jumbotron 4K USD LED được treo giữa mái che. Hai hệ thống âm thanh tiên tiến với công suất 103 dB và hệ thống đèn pha được lập trình sẵn trong đấu trường cung cấp công suất hơn 2.000 lux dành cho truyền hình HD trực tiếp và ghi hình. Bangkok Arena được khởi công xây dựng vào ngày 24 tháng 1 năm 2012 tại Nong Chok của Bangkok. Nó chính thức được khánh thành vào năm 2015. Kinh phí xây dựng là 1,239 triệu baht. Kiến trúc của nhà thi đấu lấy cảm hứng từ những bông hoa với khung mái theo hoa văn Cranok. Thiết kế kết cấu công trình sử dụng thanh cáp thép dài 132m để kéo khung mái thép nặng khoảng 3.000 tấn. Hệ thống các thanh cáp thép dài này được neo vào các trụ bê tông và đóng vai trò là dây treo để giữ kết cấu của mái tre. Bangkok Arena có kích thước 132m x 116m và chiều cao là 34m. Nhà thi đấu này có sức chứa 12.000 khán giả, bao gồm hệ thống các khán đài di động. Nó thường tổ chức các giải đấu futsal, bên cạnh đó là các sự kiện bóng chuyền và bóng rổ cũng như các buổi hòa nhạc. Nhà thi đấu Bắc Giang được bắt đầu xây dựng từ năm 2017 trên khu đất rộng 2,8 hectare tại phường Dĩnh Kế và xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Với diện tích xây dựng 15.000 m², nó chính thức được khánh thành vào tháng 9 năm 2019. Kinh phí xây dựng là 758 tỷ đồng. Đây là một công trình mang lại điểm nhấn trong kiến trúc, là một biểu tượng nổi bật cho thành phố Bắc Giang, với ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ dáng vươn cánh diều giữa miền quê trù phú. Công trình cũng phần nào đã thể hiện được hình khối gắn kết công năng cho một sức bật thể thao mới với dáng động. Nhà thi đấu Bắc Giang có sức chứa 4.500 khán giả, bao gồm cả khu vực khán đài di động. Nó còn được trang bị hệ thống chiếu sáng thông minh IoT, lần đầu tiên xuất hiện ở một nhà thi đấu của Việt Nam. Indonesia Arena được khởi công vào tháng 12 năm 2021 tại Tanah Abang của Trung Jakarta. Với diện tích xây dựng 50.398 m², nhà thi đấu này chính thức được khánh thành vào ngày 7 tháng 8 năm 2023. Kinh phí xây dựng là 640 tỷ rupiah Indonesia. Nó là công trình thể thao mới nhất được xây dựng trong Gelora Sport Complex của Indonesia. Indonesia Arena được thiết kế bằng cách áp dụng các khái niệm hiện đại, thân thiện với môi trường và ưu tiên an toàn là khía cạnh quan trọng nhất trong các cơ sở thể thao. Thiết kế mái của đấu trường lấy cảm hứng từ nghề thủ công của Indonesia với các họa tiết rèn mang bản sắc địa phương. Thiết kế mái tôn giúp nhà thi đấu tiết kiệm năng lượng tiêu thụ khoảng 30%. Ngoài ra, mái tôn này có khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt và có khả năng chống cháy hiệu quả. Việc lựa chọn màu xám cho mái và mặt tiền của Indonesia Arena phù hợp với khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno. Ngoài ra, màu sắc này được coi là trung tính, mang đến tính thẩm mỹ hiện đại thanh lịch cho một cơ sở thể thao tiêu chuẩn quốc tế. Với sức chứa 16.500 khán giả, bao gồm các chỗ ngồi di động, Indonesia Arena đã thay thế Istora GBK để trở thành đấu trường trong nhà lớn nhất Indonesia hiện nay. Indonesia Arena là một nhà thi đấu trong nhà đa năng có thể được sử dụng cho nhiều môn thể thao trong nhà khác nhau như bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, thậm chí cả khúc côn cầu trên băng, cũng như các hoạt động phi thể thao như các buổi hòa nhạc.
Jakarta International Velodrome được khởi công xây dựng vào năm 2016 tại Rawamangun, Đông Jakarta. Với diện tích 9,5 ha, công trình chính thức khánh thành vào tháng 6 năm 2018. Kinh phí xây dựng là 51 triệu đô la Mỹ. Jakarta International Velodrome có mái và một phần mặt tiền cho phép ánh sáng tự nhiên đi vào bên trong nhà thi đấu và tạo ra cảm giác giống như đèn lồng phát sáng vào buổi tối. Việc sử dụng các khối đất nung đặt riêng xung quanh mặt tiền thể hiện văn hóa địa phương, được lấy cảm hứng từ Rumah Kebaya, một loại nhà truyền thống của người Betawi. Mái tre của nhà thi đấu này bao gồm hai lớp, với lớp trên là mái PVC polyester rộng 10.000 m², trong khi lớp dưới là vải kéo cách âm rộng 5.000 m², bao gồm 20 tấm, rộng 8 m với các chiều dài khác nhau, dài nhất là 40 m. Trong khi mặt tiền cũng bằng vật liệu PVC có diện tích 3.500 m². Đấu trường có đường đua xe đạp lòng chảo bằng gỗ dài 250 m, được chứng nhận hạng nhất bởi Liên đoàn Xe đạp Quốc tế UCI. Nó có sức chứa 3.500 chỗ ngồi cho các sự kiện xe đạp và lên đến 8.500 chỗ ngồi cho các buổi biểu diễn và hòa nhạc. Mặc dù được tạo ra cho các cuộc đua xe đạp, khu phức hợp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động thể thao khác nhau như bóng chuyền, cầu lông và futsal. Philippine Arena được khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 8 năm 2011 tại Bocao và Santa Maria, Bulacan. Với diện tích 99.200 m², công trình chính thức khánh thành vào ngày 21 tháng 7 năm 2014. Kinh phí xây dựng là 213 triệu đô la Mỹ. Nó thuộc sở hữu của Iglesia Ni Cristo, một nhà thờ Kitô giáo phi truyền thống. Đấu trường có kích thước 227 m × 179 m và chiều cao 65 m. Ý tưởng thiết kế của Philippine Arena được lấy cảm hứng từ cây Nara, tức là cây dáng hương mắt chim, trong khi mái nhà được lấy cảm hứng từ một túp lều Nipa. Khán đài của đấu trường là khán đài một mặt và được phân chia thành hai tầng, được xây dựng theo hình bán nguyệt với các ghế ở hai bên và phía trước khu vực sân thi đấu, cùng với 2.000 chỗ ngồi di động ở phía đối diện, mang đến sức chứa 55.000 khán giả, biến Philippine Arena trở thành đấu trường trong nhà lớn nhất thế giới hiện tại. Ghế trên khán đài Philippine Arena được chia thành 3 phần, xanh lá cây, trắng và đỏ, là những màu sắc trên cờ của Iglesia Ni Cristo. Mái tre của đấu trường có hình bầu dục, với kích thước 227 m × 179 m, được xây dựng từ 9.000 tấn thép. Mái tre được xây dựng như một phần riêng biệt để giảm tải trọng cho đấu trường. Đấu trường cũng được chia thành nhiều cấu trúc để tăng cường khả năng chống động đất. Philippine Arena là một địa điểm thể thao và giải trí đa năng, có khả năng tổ chức một loạt các sự kiện từ quyền Anh, bóng rổ, quần vợt đến các buổi hòa nhạc. Nhà thi đấu đa năng Quảng Ninh được khởi công xây dựng từ tháng 5 năm 2016 trên diện tích gần 150.000 m² tại phường Đại Yên của thành phố Hạ Long. Nó chính thức hoàn thành vào tháng 3 năm 2018, với kinh phí xây dựng lên tới 1.149 tỷ đồng. Nằm trong khuôn viên của khu liên hợp thể thao rộng gần 136,76 ha. Lấy ý tưởng từ một hòn đảo mới hình con rùa nằm trong quần thể Vịnh Hạ Long, nhà thi đấu này nhìn từ trên cao như một con rùa khổng lồ. Nổi bật với những đường nét kiến trúc 3D uốn lượn, được xây dựng với tổng diện tích sàn gần 34.000 m² gồm 3 tầng, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Trở thành dấu ấn đẹp nơi cửa ngõ của thành phố Hạ Long, nhà thi đấu nổi bật với các cảnh quan hài hòa xung quanh, với những bể nước, hàng cột tạo không gian thoải mái, dễ chịu. Khán đài nhà thi đấu Quảng Ninh có sức chứa 6.600 chỗ ngồi, bao gồm 5.000 chỗ cố định và 1.600 chỗ ngồi di động. Với tổng diện tích sàn gần 34.000 m², trong đó diện tích sân thi đấu là 3.200 m², đấu trường có thể tổ chức nhiều môn thể thao như futsal, bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ. Singapore Indoor Stadium được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 1985 tại Kallang, Singapore. Công việc xây dựng bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 1987. Nó chính thức khánh thành vào thời điểm giao thừa ngày 31 tháng 12 năm 1989 bởi Thủ tướng đầu tiên của Singapore Lý Quang Diệu. Kinh phí xây dựng nhà thi đấu là 90 triệu đô la Singapore. Thiết kế của Singapore Indoor Stadium bắt nguồn từ truyền thống khu vực, thể hiện nhiều giá trị văn hóa châu Á cùng một lúc. Điều này được thể hiện rõ nhất bởi độ dốc mái hùng vĩ đặc trưng của kiến trúc đền thờ được tìm thấy ở châu Á. Hình dáng của nó gợi nhớ đến hình ảnh một chiếc mũ, một ngôi đền Trung Quốc hay núi Phú Sĩ.
Với tổng diện tích 54.178m², Singapore Indoor Stadium cao 47m ở điểm cao nhất, khiến nó trở thành một trong những tòa nhà một tầng cao nhất châu Á. Sức chứa của đấu trường là 12.000 chỗ ngồi, bao gồm 2.660 ghế có thể thu vào và 1.200 ghế di động. Singapore Indoor Stadium thường xuyên tổ chức các sự kiện như buổi hòa nhạc và nhiều sự kiện thể thao khác nhau. SM Mall of Asia Arena, hay còn được gọi tắt là MOA Arena, được khởi công xây dựng vào năm 2010 trên khu đất rộng 16.000m² tại Pasay, Metro Manila. Nhà thi đấu này chính thức hoàn thành vào ngày 21 tháng 5 năm 2012. Chi phí để xây dựng MOA Arena là 3,6 tỷ peso. Đấu trường được thiết kế như một con mắt to, nằm trên đỉnh bục nghiêng. Điều này cho phép nó chịu được khối lượng lớn của phần sân bên trong, trong một không gian hình vòm ấn tượng, đồng thời mang đến một hình dáng đặc biệt cho toàn bộ đấu trường. Kết cấu hình con mắt được thiết kế để hoạt động như một màn hình đa phương tiện, chiếu hình ảnh của các sự kiện đang diễn ra hoặc trong tương lai. MOA Arena có sức chứa 15.000 khán giả. Nó chủ yếu là địa điểm tổ chức các buổi hòa nhạc và bóng rổ, nhưng cũng có thể được cấu hình lại bằng hệ thống ghế ngồi có thể thu vào để phù hợp với các sự kiện thể thao và giải trí khác. Cung thể thao Tiên Sơn được khởi công xây dựng vào 14 tháng 7 năm 2009 trên diện tích rộng hơn 94.000m² tại quận Hải Châu của thành phố Đà Nẵng. Đấu trường chính thức khánh thành vào ngày 25 tháng 12 năm 2010 với kinh phí xây dựng 42 triệu đô la Mỹ. Nó đã trải qua một lần cải tạo vào năm 2017 với chi phí 84 tỷ đồng. Cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng được ví như một công trình thế kỷ của thành phố biển Đà Nẵng. Với thiết kế độc đáo, nếu nhìn từ xa, bạn sẽ thấy nó giống như một chiếc đĩa bay khổng lồ đang hướng về phía trung tâm thành phố. Hình ảnh này thể hiện khát vọng vươn lên không ngừng chinh phục đỉnh cao của con người nơi đây. Nhà thi đấu này có sức chứa 7.200 chỗ ngồi, bao gồm hệ thống các chỗ ngồi di động. Cung thể thao Tiên Sơn là nơi tổ chức của nhiều sự kiện văn hóa, thể thao. Nó có thể sử dụng cho các môn thể thao như futsal, bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ.